Xin chào quý vị các bạn, tôi là Nguyễn Viết Thắng, chuyên viên tư vấn đóng gói tại đóng gói tiết kiệm .vn. Trong cái video clip này tôi sẽ trả lời cái câu hỏi của một số bạn đang hỏi chúng tôi ở trên các kênh internet là đóng gói tiết kiệm có bán hàng trên Shopee hay không. Đóng gói tiết kiệm có bán hàng trên Shopee anh chị em nhé. Đây là hơn 20 đơn đang đóng tại kho của chúng tôi. Đây bạn nhân viên đang đóng đây. Đấy. Mỗi ngày chúng tôi có từ 20 đến 50 đơn và cao điểm thì có thể là 200 đơn. Có Shopee đây. Bạn nhân viên Shopee đây. Bạn đang lấy hàng đây. Đây. Anh chị em nhìn nhé, Shopee Express đây. Đấy. Chúng tôi có bán hàng trên Shopee và chỉ có một nick duy nhất ở trên Shopee, đấy là đóng gói tiết kiệm viết liền không dấu anh chị em nhé. Anh chị em có nhu cầu đặt mua vật tư dụng cụ đóng gói thì trên Shopee, trên sàn thương mại điện tử Shopee thì hãy search trên cái cửa sổ search là đóng gói tiết kiệm viết liền không dấu. Đấy, chúng tôi cập nhật đầy đủ các sản phẩm của chúng tôi trên đó. Còn ngoài ra chúng ta có thể liên hệ với đóng gói tiết kiệm thông qua Zalo để được báo giá hoặc tư vấn về sản phẩm, về đóng gói 0839 575757 hoặc là liên hệ để đặt hàng giao ngay. Chúng tôi luôn có sẵn hàng giao ngay. Những cái sản phẩm mà chúng tôi đăng ở trên Shopee, đăng trên tất cả các kênh của chúng tôi, từ website, fanpage và các sàn thương mại điện tử thì đều sẵn hàng có thể giao ngay. Anh chị em lưu ý nhé. Đấy, tôi nhắc lại là tổng đài Zalo là 0839 575757 và tổng đài đặt hàng là 0973 999986, 4 con 9 đuôi 86 nhé. Đây các bạn đang chuyển hàng đi này. Đấy. Rồi.